Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Long TV trong phần chơi Slam Ranger Mod. Chúng ta vô thu hoạch Kuka Doba cái đã. Hút vô rồi mấy em kia. Em gà đâu? 50 con gà trắng. Giờ thấy tăng lên nữa. Kuka Doba đem đi được rồi đó. Vô. À, spicy tofu. Đợi luôn. Khoan. Nhiều quá rồi. Rồi, nói chuyện với ông ấy một lần nữa. Thì ổng có cái Miracle Mix cũng tặng mình. Đó là một cái loại phân bón á, để giúp cho cây trồng lớn được nhiều hơn. Giờ cố gắng đi, ta sẽ có được chỗ này nữa nè. Bỏ vô. Cái đó là mở cho cái khu mà trồng trọt á, với lại trồng cây thêm bự hơn nữa. Nào qua đây. Đâu, Miracle Mix. Đây, phân bón 500. Mình đang có 200 mấy chục ngàn luôn hả? Đã vậy. Miracle Mix. Vậy thì trong những cái chỗ các bé kẹo dẻo có chơi được không? Rồi mình có thêm một bé lửa ở trên này nữa. Là sẽ có hai bé lửa. Hai bé lửa. Bé này ăn tất cả mọi thứ. Bắn vô như vậy á, có được không? Có bự lên chưa? Bể bụng chưa? Như em ấy cũng đang bự lên hơn chút. Ăn hơi bị nhiều luôn á nha. Ở sắp rồi kìa, sắp rồi. Tất cả 50. Bùm. Bùm. Lửa. Bắn xuống dưới. Lửa. Nói chừng nó mất lửa bây giờ đó. Đập ra một cái. Từ từ. Đâu có. Có mấy kẹo dẻo đây nữa. À, nhanh. Ta sẽ cần phải có cần cloner refinery link. Ủa, à cái market bón kia rồi. Market đây. Bắn cho đúng nha. Rồi em này, vô đây em. Abi, còn cái con bự bự đâu? Ai cho xuất hiện? Hả? Ai cho? Hỏi ý kiến tôi chưa? Chưa được, biết không? Đi ra. Bye bye. Rồi bây giờ lấy cái này vô một cái. Tinko Slam. Từ nha, bắn vô chổng là khóc hận luôn á. Tinko Slam ăn tất cả mọi thứ. Ăn tất cả mọi thứ, ăn gà nè con. Ăn gà đi. Ăn gà vô một cái. Bưng. Đó. Được một cái chuông gió. Đây là Twinkle Blob. Rồi ta còn Master Gordo Snare không? Hình như là còn á, Master Gordo Snare. Mình làm cũng nhiều lắm. Utility chứ. 5 cái. Rồi giờ ta coi ta bắn vô cái này được không? Bắn vô. Vô chậm. Ưng không được nha. Cái cục này á là phải giữ lại. Spicy Tofu. Spicy Tofu gắn vô. Rồi. Còn ở bên đây chúng ta sẽ cần phải cho em này ăn nữa. Hơi bị nhiều thứ. Deep Fry. Mấy cái này chắc cất được rồi. Cất cái Deep Fry vô luôn đi. Refinery Link. Deep Fry. White Honey. Buzz Wax. Đâu để coi có còn món gì chơi được nữa không. Kukadoba, White Honey, Buzz Wax. Không có. Jelly Stone. Không luôn. Chuông gió. Được nè. Có phải là Twinkle Gordo không? À, vụ này vui nha. Nếu mà có Twinkle Gordo là vui á. Buzz Wax. Rồi để lấy lại. Ok, từ để coi còn gà không? Cho em lửa ăn bên kia luôn. Em lửa ăn luôn. Kukadoba là chưa có gì để thu hoạch hết. Em lửa là ăn tất cả mọi thứ. Gì cũng được hết. Ta sẽ cần phải đi ngủ nữa. Nãy là em lửa cũng ăn được mớ rồi đó. Gà ơi vô đây con. Nè còn mấy con gà nó kẹt lại ở chổng nữa nè.
Ấn vô. Bắn ở đây thì mấy mới ăn nha. Còn đưa lên cao hơn thì không có được đâu. Còn spicy tofu thôi. Mình sẽ giữ lại spicy tofu. Được một trái này. Còn lại đều là gà. Bưng 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 bưng. Đi lụm lắc nhắc như vậy cho nó không có đã. Nó cho thêm một phát để tới bến luôn đi. Chưa vào Panip. Nè, chơi tới bến luôn. Thấy ra chưa? Bum. Hút lấy mấy bé lửa. Ao. Đập ra một cái. Tiền không. Gà. Và có bé Tabi. Gà trống vô đây. Gà trống. Bưng. Bay vô trọng. Tabi sẽ vô trong này. Rồi cái này vô trong đây luôn. Lâu lâu được nhân lên đã. Giờ mình cần đi về ngủ. Finco Slam. Cái plot này cũng rất là giá trị luôn. Và phải cần phải kiếm thêm những bé Plank Slam. Mấy bé mà trắng bóc luôn á. Miracle Mix vô. Chơi là chồng là tới bến luôn. Hút lấy, hút lấy. Finco ơi, đi vô ngủ một giấc coi. Ngủ tới sáng. Ok chưa, ok chưa. Finco, ta sẽ bỏ vô chổng. Ở trong đây sao rồi mấy đứa? Ăn bogo. Câm luôn. Mấy bé trong đó là class chứ không phải là plank đâu. Finco, Finco. Finco plot. Nằm trên rồi. Ủa không thấy hả? Lucky plot 500. Lucky Finco. Đang căng con mắt ra coi. Cảm thấy ta. Ha, Finco plot đây nè. Nó để dấu chấm hỏi. Mình nhìn cái hình không à. À 1000. 1000 luôn. Ổ dè luôn. Còn bé đó thì sao? Bé đó có vẻ như là không có bán được. Nhưng mà ai mà đi bán làm gì. 1000. Chơi một phát là 1000. Và mấy em cứ ăn đi nha. Ăn nhiều quá rồi hả? Phải xả bớt rồi hả? Rồi để tôi vô tôi xả một cái coi. Ăn nhiều quá. Bưng, bưng. Giờ là 300 rồi. Ta đang có Kukadoba nữa nè. Để mình đi vô mình thu hoạch Kukadoba trong này. Ở đây là Trinco Slam. Ở Trinco Godo chứ. Trinco Slam là bình thường. Trinco Godo. Cần phải có một cái chuồng dành riêng cho mấy bé Trinco. Quá dữ, quá dữ. Và bên trên là Saber Godo. Dễ thương chưa? Bự thiệt bự luôn. Saber Godo. Ăn thịt. Đây chưa có nữa. Có con gà. Gà, gà, gà. À ha. Gà thì cũng có đó, nhưng mà chắc phải chơi gà này thôi. Đây là gà đá. Số lượng hơi bị nhiều rồi. Lấy xử lý bớt. Gà đá nha cưng. Hình như gà trống cũng hơi bị nhiều. Đâu mà ra gà trống nhiều dữ vậy. Ba con. Cất mấy con Rustro vô một cái. Rustro, wow. Cũng nhiều Rustro dữ. Còn gà trắng này thì bao la. Để cho bên kia đẻ thêm đi. Thấy gà trắng. Rồi giờ. À nãy quên coi. Quên coi một cái vấn đề cũng rất là quan trọng. Đó là những cái khu mà internal garden á. Là cái vườn ở bên trong á. Có chơi được luôn cái Miracle Mix không? Không có. Không có. Không có Miracle Mix. Nghĩa là không có ở chổng được. Đây là mấy em Saber thôi. Saber Moisac. Còn bên đây. Nó đang đói kìa. Nó đang đói. Nó chạy ghê luôn. Moisac phân. Ủa Moisac lên như vậy. Moisac 700 mấy à. Vẫn còn cho vô được nha. Nước cái coi. 100 rồi.
giờ mình lên mình chơi ở phía trên. Mình sẽ cho bé nước uống nước. Nước đi uống nước chứ làm gì nữa. Nè uống nước nha. Uống nước cái căn bự ra. Đó bắt đầu vui hơn rồi đó. Chuẩn bị. Chuẩn bị, chuẩn bị. Ngập nước. Nước nhiều quá rồi. Bùm. Rớt ra những em này. Hốc hốc. Ủa sẽ có cái pin slam đây nữa. Pin plot. Pin plot. Để bỏ vô trong refinery link. Ở mọi chỗ đều phải có một cái này thì tốt. Ở cần phải chạy tới chạy lui. Mấy em này bán luôn. Bán được 200 mấy. Lâu lâu được nhân đôi lên. Double lên cái. Còn bé này vui chưa em? Bé đó thì mấy cái bé này đồ ăn thì đầy ra đó. Không sao. Có con prior nhiều nhất nè. Ở bên này Silver Penip. Chuẩn bị, chuẩn bị. Đập một cái. Pink Slam. Pink Slam. Bưng. Bán liền. Con gà nó lăn. Lên trên đây. Đây. Bưng. Mấy cái đồ ăn này thôi khỏi. Đưa đây một cái. Đập luôn. Gà đá. Gà thường. Em muốn ăn gà gì? Tony. Ăn trước đi bé. Gordo. Saber Gordo. Phải. Đắp rồi đó. Rồi, chuẩn bị. Kiếm được thêm một mớ Saber Slam nữa. Saber Slam bán cũng có giá nha. Oh yeah luôn. Có một bé gà đá. Ở trong đang có Stony đúng không? Cho vô trọng. Hấp berry ta bỏ ra đi. Có con gì rớt xuống không vậy? Coi cho kỹ nha. Có con gà đá nữa. Gà đá cho vô trong đó luôn. Bài thẳng chổng rồi đó. Và trong này lấy ra hết. Những em prior luôn mới ghê. Giờ còn Saber nè. Kukadoba. Ok. Tới thêm một đợt Kukadoba nữa. Có Miracle Mix rồi. Vô đây, vô đây. Rồi giờ tới lượt em này. Ăn nữa cưng ơi. Finco Gordo. Ăn vô. Ăn vô, ăn vô. Bự lên. Ăn vô và bự lên. Thấp rồi đó, 50 luôn. Nổ ra. Bum. Toàn là chuông gió không. Nổ ra chuông gió không nha. Nhưng phải là nổ ra mấy bé kia nha. Nổ ra mấy bé kia là ngon lành rồi. Đem về nuôi. Hầm. Gà thường. Đâu. Hầm. Kẹo đá nè. À, con kẹo dẻo đá đó. Giờ còn mớ này sao đây? Mớ này mang về. Phải mang về nữa. Cất vô. Không có chỗ để mang đi vậy chứ. Mỗi một cái là khác nhau. Thành ra chúng ta cầm về là phải xách từng lần một. Chứ không có chơi liền một lần được. Rút lại, rút lại. Đâu rồi, còn một trái nữa. 45 trái Kukadoba. Mấy này chúng ta có thể bỏ ở đây để tạo thành một bài nhạc. Ai muốn tạo thành một bài nhạc phải kiếm đủ hết tất cả các nốt. Rồi thăng dáng gì tùm lum hết. Ở đây, còn mớ. 4 cái Bogo Food nè. Thải em mới ra luôn. Thu hoạch xong rồi đó. Đi 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 gắn vô. Rồi qua bên chỗ của ông Odin một lần nữa. Giờ mình chia cho nó đều thôi à. Còn 10 bé này là mình sẽ để lại nha. Mình để lại mình coi. Giờ vô đây. Ông đòi bao nhiêu vậy? 1.2. Bình thường. Đây cỡ ngày nữa là có 1.2 rồi. Bỏ vô trọng. Lụm hết luôn. Lụm hết luôn. Spicy tofu.
quá dữ quá dữ. Giờ ta đi vòng ra ngoài, vòng ra ngoài một cái, mình cần bắt một bé màu hồng, với lại đi tìm thêm những bé plank. Có không, có không, anh xui biết đâu bước ra thấy liền một em. Không có, không có, toàn là cô tông thôi à. Quay về chạy vô trong khu vườn một lần nữa, mấy cái máy đang chạy rất là tốt. Chạy vô trong khu vườn, hồi nãy là 120 bỏ vô còn thiếu một miếng. Ta lên đây, mở ra Master Gordo Snare. Giờ bỏ bé kẹo dẻo vô được không? Ổ dè luôn nha, bé kẹo dẻo đã vô rồi. Giờ về đi ngủ, chắc phải đi lót mấy cái máy đào ra một cái. Chỉ có mở cái Indigo Quarry thôi, bên đó đi hơi xa. Mà bên đó gắn cái teleporter thì nó cũng gọi là nó hơi lỡ cỡ á. Rồi máy đào, máy đào hoạt động chưa? Có cái thùng kìa. Đâu để coi cái thùng có gì. Thùng này không có quà rồi. Thùng đó phải gói quà lên mới dễ. Giờ còn cái nữa nè, teleporter Waptec Violet. Hoặc là Rin đi, Rin đi. Đừng gắn Violet, Violet lên màu tím rồi. Hello, hello, tao gọi mấy đứa. Ngập tràn luôn á chứ làm sao. Đâu để qua đây coi một cái. Chắc mình cũng sẽ gắn cái teleporter trong này quá. Nghi quá. Khu này cũng tính là ở giữa lắm rồi đó. Nhưng mà bây giờ gắn ở đâu cho nó hợp lý. Gắn ở bên đây. Gắn luôn đi rồi sau này có chuyển đổi thì tính sao. Đó, lên màu xanh. Là bước ra cho nó nhanh. Về ngủ. Vô, ngủ tới sáng. Ok liền, coi Nigonium coi. Kiểm tra. Kiểm tra 9 cái được cục. Mỗi ngày nhớ chạy qua mấy khu đó một lần nữa. Chúng ta đã đỡ được cái công mà đi kiếm á, đi xong rồi hút về xong rồi bỏ vô cất, cái đỡ cái công đó rồi. Thì cũng phải chịu khó đi qua bển. Lấy bên đây, lấy bên đây. Và trên kia đó thấy bé gì chưa? Để hút cái này xong rồi lên trên đó. Nhìn lên. Gì vậy? Đó là Thagodo. Thagodo. Ăn mình luôn, ghê. Cặp mình luôn nè. Nó cặp mình kia. Có ai cứu tôi không? Nó cặp tôi kia. Sao vậy em? Còn nó giống như nó mới ngủ dậy vậy đó. Đâu giờ còn những cái loại trái cây tùm lum. Lúc đập thùng ra giờ đi thu gom. Bên này nữa. Cái tha đó không cho ăn thịt nữa, mà chuyển sang cho ăn trái cây với rau củ thôi. Nè, đâu bên này còn nè. Đây là một khu vườn mà nhiều loại Bogo Food lắm em. Bogo Food có tới mấy cây luôn á. Cái con gà nó chạy tùm lum. Còn đây nữa, còn đây nữa. Hết chưa, hết chưa? Chưa hết. Còn trên này 50 không? Không đủ. Từ chối. Từ chối không cho ăn Slam, Mid và Ranger thôi. Mớ này á, mình lụm lên á, để mình dọn luôn. Chứ để nó hư á, cũng không có tốt. Mà bên dưới này thì đang thiếu đồ ăn à, thấy không, thiếu đồ ăn nè. Ố gì à? Mới đổ nước vô hả? Nguy hiểm vậy. Cho thêm trò vô. Đủ chưa? Rồi đó. Nè ăn đi mấy đứa. Ăn đi mấy bé hồng ơi. Màu hồng mà thường là cái màu mà hả? Không bao giờ là đủ hết. 56, 100 mấy.
Môi giác plot bùm. Giờ chúng ta sẽ cần phải rút miếng nước lên, lấy nước bắn con Tha coi. Tha Godo có chịu được nước không? Không chịu được nước thì mất, gán chịu chứ sao. Chắc cho em này ăn gà thôi, còn không thì chạy ra ngoài bắt kiểu dẻo. Tha Godo hổng xin nhê. Ê, bắn vô cái miệng mới được nè. Ủa tao nói ăn ăn thịt. Ủa kỳ nha, ăn thịt, ăn kẹo dẻo, ăn ranger là ăn người chơi á. Chê, không ăn gà. Không ăn gà vậy đi kiếm kẹo dẻo. Ta qua đây kiếm kẹo dẻo. Cyber Slam là không có được đưa vô thực đơn đâu. Cyber Slam hiếm lắm. Rồi, kẹo dẻo đâu? Kẹo dẻo. Kẹo dẻo, kẹo dẻo. Happy hay gì đó. Con kia là nó ăn hết mà, cho nên cứ bắt vô cùng thoải mái thôi. Cô Tâm nó coi như hên đó. Rồi mấy em vô đây. Có bé Cô Tâm. Ô về luôn. Biến bự rồi. Biến bự rồi. Cao mấy cân. Còn nữa không? 50. Giờ để mình đập cái này ra trước. Pink Slam, Phosphor Slam. Mà sao lấy cái hết bít làm gì? Phosphor không có cần. Phosphor cũng không thể nào mà lấy về nhiều được. Giờ trời sáng lấy đâu ra Phosphor? Lấy con về lỗ chỗ lắm. Điên vòng bắt cái đã. Chạy lên trển. Mình đang cầm rất là nhiều Rock Slam và Pink Slam. Bây giờ lên trển cho em này ăn. Từ chối. Ủa kỳ vậy? Ủa là sao? Sao nói ăn kẹo dẻo? À, ăn kẹo dẻo của Slam Ranger gốc thôi. Còn những bé nào của mod là không ăn. Ủa mà sao bể bụng quá vậy? Nhanh quá vậy? Bùm! Tha xuất hiện! Tha xuất hiện! Rồi bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Bỏ vô. Ủa tôi mới con Tha xuất hiện. Ẩu rồi. Ẩu rồi. Bây giờ con Tha xuất hiện. Chỉ có Tha thôi, Tha không hút vô được. Nó còn cạp mình nữa nè. Bởi vậy giờ sao ta? Giờ cắt hủy hết đi. Hủy hết đi, kiếm lại nó cũng không khó. Tha thì nó dễ rồi. Dễ nhất luôn á. Sao cũng có được hết trơn à. Hãy đi, giúp cho khu này thanh bình trở lại trước đã. Hết rồi, hết tiếng nhạc rồi. Còn tiếng... Ở chỗ này còn tiếng nhạc là không được thanh bình. Còn một con. Hết chưa? Hết tiếng nhạc là được thanh bình trở lại rồi đó. Không có bị con Tha tấn công nữa. Ừ, có một em gì đó vừa mới biến mất ở đó kìa. Chắc là bé Tha. Dự đoán. Để mình đi lấy cái này một cái. Bây giờ tao ra ngoài bắt một vài em ở ngoài. Bắt lại những em cơ bản tiêu chuẩn thôi. Như màu hồng chẳng hạn nè. Dễ chơi, dễ trúng thưởng. Wood bỏ đi. 4 em. Một đống luôn. 7, 8 9 chục. Ê, chục 10 em. Mấy em này là phải đưa qua một cái khu vực đặc biệt dành riêng cho mấy em đó. Đặc biệt hả? Đi qua bên chỗ của... Bây giờ ông Odin trước đi. Để quyết chuyện của ông Odin. Ở bên đó sẽ có mấy bé Saber. Chúng ta sẽ qua bển giải quyết công chuyện này một cái. Nhiêu 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 nhiêu. Bưng 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 bưng. Thiếu một. Thiếu một. Một trái nữa. Là không thể nào tin được. Chỉ một trái nữa mà thôi. Cần phải đi về ngủ ngay và luôn.
Ủa, tới sáng. Ra, bóp hốt. Ukado 3. Để coi mấy cây bên kia có luôn không. Chúng ta đi thu hoạch một lần luôn. Một chỗ trồng được có 9 trái thôi à. Trồng phải 3 chỗ. Lát nữa mở được chỗ con mô đình đó, mình trồng hết ở bển luôn. Là những cái cây này luôn. Đưa trái này đây. Kukadoba. Nhảy vô. Chắc chưa mở được đâu quá. Biết mà. Giờ mở thêm chỗ trồng cây phụ. Giờ ông ấy rất là thích cái trái Kukadoba đó. Hãy kiếm thêm cho tôi đi. 150 nữa. Tặng cho cô ở khu này luôn. 150. 150. Để mình nhớ cái lần mà mình đi, mà mình thu hoạch á. Mình vô đây nè, mình lấy nè. Có đủ không? Có nhanh như vậy không? Ủa, mình đang đem mấy em này vô, lát nữa có mất không? Nghi quá. Giờ chưa có đường về đâu, phải tự tìm đường về. Không có đặt teleporter gì được hết. Bắt lấy saber. Concrete hả? Bắt luôn. Hang động này. Đi vô trong hang. Hai trái. Bên đây sẽ có. Có đường về luôn. Hay vậy. Đây là bé Plank Slam. Vô đây cưng. Và bắt luôn mấy bé này luôn. Mấy bé hồng thì không có giá trị nhiều lắm. Đi kiếm những cái bé xịn xịn. Như là Davis này nọ. Đó, Davis nè. Nightshade nè. Những bé này nó mới có giá trị nhiều. Anh coi có bé gì cần bỏ ra không. Bạn là Class không. Đúng là Class Desert. Có em này nữa cũng được. Vô đây con. Nhìn thấy nó tưởng Plank không à. Nhưng mà nó chớp chớp là không phải rồi đó. Đi về, đi về. Về. Để đi dạo một cái. Mở lên. Thức giấc. Không chịu thức giấc không có làm ăn gì được hết. Thức giấc luôn. Quay về bán những bé giá trị nhất. Đây, đây. Giờ ta vô trong này. 7G là maximum rồi. Giờ chỉ có đi ngủ tới sáng thôi. Đã sáng. Ra đây, ra đây. Ủa kỳ vậy. Sao kỳ vậy. Tôi ra tôi lấy cây mà sao kỳ vậy. Đúng là lạ thiệt. Ở bên đây thì có, bên kia thì không. Bóc lại. Một lần được chín. À qua chỗ Komochi trồng đi. Trồng ở bển này tích lũy lên thêm. Được á. Làm thêm một cái warp depot nữa. Gắn vô một cái là xong. Đi, chúng ta đi gắn cái đó. Đi làm cái warp depot. Ở chỗ Komochi là có rất là nhiều chỗ. Còn mấy em này sao rồi? Hả? Bị phá gì rồi? Ủa sao em này qua đây? Hôm bữa mình cho em này qua đây để làm cái gì đó thì phải. Đâu? Để coi nha. Warp depot. Warp tech, warp tech. Go rap, go block. Không có phong cách gì hết. Không chấp nhận. Phải có phong cách. Chơi là phải có phong cách. Đồ bằng vàng mới chịu. Đi, đi về làm đồ bằng vàng. Phải làm vàng đâu. Cho tôi một cục coi. Này nhiều quá rồi hả. Để cho một cục coi. Làm vàng, làm vàng. Làm vàng. Ui da. Bé làm vàng thôi, bé đó làm gì dữ vậy? Nè. Ưng. Ba cục liền. Rồi em đó đâu? Bắn một cái thôi là đủ. Không có cần nhiều. Ta rút cái này ra. Bỏ em này vô, rút cái này ra. Ủa gì vậy vậy? Gì vậy? À, gì vậy vậy? Chỗ này kỳ nha. Ta bắn không vô.
Hay là bị bay ra? Phải có lý do gì đó nó mới bay ra chứ. Chẳng có bệnh luôn. Giờ mình bắn vô sổng trước thì mình cũng phải chạy qua đây mình chế tạo thôi à. Những chỗ này nếu mà có thể đi nhanh được á thì nó khỏe. Mày bắt buộc phải đi bộ vô trong này. Utility Warp Tech Go Warp Depot làm liền. Market Link, Refinery Link làm thêm cái luôn. Có mà đặt xuống còn làm ăn. Đi qua đây đi. Qua chỗ Komochi. Vô chổng trồng trọt. Hello. Tội mấy bé Tabi chưa? Đói bụng, bữa giờ không có gì ăn chân hết á. Đi đi đi, vô trong này một cái. Ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 5 chỗ. Rồi, cứ nhận lên thôi. Mình đang có mấy trăm ngàn luôn mà, mình chơi tới bến luôn. Garden Ringler Nutrient Soy Miracle Mix Deluxe Upgrade. Đó, Deluxe Upgrade rồi, nó sẽ có thêm những cái chậu trên này nữa. Tăng thêm được 2 trái. Chơi là phải tới bến luôn. Chưa tính ở nhà bên kia nữa nha. Ở đây mình sẽ gắn bé Slam xuống luôn. Cái gì bé ong xuống luôn. Bé Slam gì giờ này ở đây nữa. Khoan, cho nó xong chỗ này một cái. Bên này 2 chỗ. Garden. Gắn. Không có scare slam đâu, không cần thiết. Tiếp tục. Mua cái này là cũng là nhiều lắm á. Chọn vô. Rồi qua bên đây. Cổng này đáng lẽ phải có thêm một cái nữa thì đẹp. Nhưng rất tiếc nó không có. Mở lên. Mua 2 lần. Mua cái này. Rồi ra ngoài đây coi vụ gì đây. Ngắn được ở ngoài đây hả? Rồi Warp Depot. Warp Depot. Kiếm cái chỗ mà nằm ở giữa một chút. Để mấy bé ông đi tới đi lui cho nhanh á. Nó hơi kỳ ha. Cái thiết kế cái vị trí nó nằm nó không có được đẹp lắm. Đối với mình thấy không được đẹp lắm. Giờ mình sẽ gắn cái Go Warp Depot. Gắn một đầu xuống. Còn đầu này sẽ là Ron. Utility. Ron đâu? Hết Ron rồi. Đi làm liền thêm chắc phải 2 bé Ron nữa đó. 2 bé là mỗi bé chịu trách nhiệm một bên. Hồ hôi. Ngập tràn. Ôi giác lót chưa đủ. Ở đây còn nhiêu nữa? 600 mấy à. Ăn riết mà ngập tràn luôn á. Mấy em này chắc phải gắn cái Market Link quá. Nghi quá. Market Link. Warp Tech nè. Market Link mình phải làm thêm nha. Cái này mình bán đi thôi. Mình biết là mình dư cái đó nhiều lắm rồi đó. Giờ mình đang xử lý cái khu Kadoba cái đã. Khu Kadoba đủ rồi đó, chúng ta mới có thể thoải mái được. Qua đây. Vô. Warp Tech Utility Ron. White Honey hết rồi. Phải đi mở lên thêm. Không có mở là thiếu, khó xài lắm. Miễn sao là có được 2 bé Ron. Giờ để về coi. Đậu bên này, từ từ. Đậu bên này. Chúng ta sẽ cần phải mua nâng cấp luôn. Deluxe lên cái. Ủa, sao hư? Về trễ chút xíu. Có cái trái nó bị hư luôn rồi. Không kịp. Ukado 3 Deluxe Upgrade. Mọc lại từ đầu. Ố về luôn, mọc lại từ đầu nha. Không sao. Rồi giờ vô đây. Lụm đồ chơi. 150 hả? 150 mà 11 nhân cho 8. Nó sẽ có tới cái gì 11 à, 11 trái 8 chỗ. Bên kia 5 chỗ. Bên đây bên đây thêm 3 chỗ nữa. Rồi quay về.
gắn hai bé Ron vô. Hai bé Ron đi vô thu hoạch cho tôi. Rồi gắn vô chổng. Ở đây sẽ có một bé. Con này sẽ chọn cái đó là bé chi hay là trái cây ta? Trái cây đúng không? Trái cây từ garden bỏ vô trong quantum storage. Ủa nó không có bỏ vô trong warp depot rồi. Quantum storage đâu ra? Cái này phải hy sinh một chỗ. Nó không hiểu, nó không bỏ vô trong warp depot. Destination không có. Thôi không sao. Giờ mình nghĩ chắc một lần mình đi ngủ cái là được rồi. Qua một đêm thôi là đủ. Ta cần quay về cái coi. Quay về lên trển. Thoát ra chưa? Chàng đầy sức sống lại mấy đứa ơi. Ủa đứng bên cái cục màu tím luôn kìa. Đâu để coi coi ra được gì đây. Rồi Royal Fashion Pot. Mở lên luôn. Rồi nó đã tràn đầy sức sống trở lại. Lên. Ok. Và lên. Có plan nào không? Ngó một cái thôi. Rồi đi ngủ, đi ngủ. Mình nghĩ đêm nay xong là đủ. Đó, gà gái rồi. Vậy thôi. Vậy thôi, vậy thôi. Đi thu hoạch Kukadoba vào buổi sáng đi. Đây là Kukadoba. Ở bên chỗ này trước. Cái warp depot á, có thể bỏ đồ vô xong mình lấy ở chỗ khác được. Nhưng mà bé Ron không có tương tác được. Thì ra chúng ta đâu có xài gì được nữa đâu. Rồi lấy luôn 22. Bên đây 11 nữa nè. Rút xuống. Qua đầu bên kia là thêm một đống nữa. Thẳng ở đây rồi. Chạy vô đây luôn. Để cho mấy bé trong này thức dậy luôn. Ngoài kia kìa. Thức dậy rồi đó. Bắt đầu hả bơm mời đào làm gì này nọ đi. Giờ mình đi một vòng mình lấy cái đã. Mình đã thu hoạch được tổng cộng là 88 trái Kukadoba. Quá đã. Mau chóng đem về. Chúng ta sẽ cần phải đưa hết cho ông Odin Otis. Để ông mở khu vực đó ra cho mình luôn. Ông tặng cái chỗ đó của ông cho mình. Yo. Còn nãy là 49 đúng không? 49. Không đủ. Không đủ, phải thêm một ngày nữa rồi. Giờ cho vô thêm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Rồi đây. Spicy tofu. Quá chừng luôn. À, spicy tofu bắn vô rồi đúng không? À bắn vô rồi. Vậy chắc đi ngủ thêm ngày nữa là đủ rồi. Mình cũng đã chạy một vòng lót hết những khu vực khác ra. Đây vô đây ngủ một cái. Ok. Rồi ông Odin ơi, Odin Otis. Lấy thu hoạch hết. Bên đây là sẽ được 33. 33 chắc đủ á. Không đủ nữa thôi luôn á. Đủ nữa chạy lấy thêm á. Là thêm 88 trái nữa. Trái này cái sản lượng nó không được cao. Trồng ít ghê luôn. Phải dành nhiều chỗ ra mà trồng. Rồi và nhớ là mỗi lần ra đây thì nhớ lót cái khu vực ngoài đây ra một cái nữa. Có gì đây không? Có gì lạ lạ không? Màu đặc biệt. Không có thì đi về. Đây. Qua chỗ Odin. Ông Odin ơi. Đồ ăn tới đây. Trái cây của ông đây. Rồi xong rồi đó. Và ta sẽ nhận được gì đây? Ôi hay quá, quá chừng luôn. Giờ tôi có thể ăn trái đó rồi đây. Cảm ơn cô đã tặng những cái trái cây này cho tôi. Rồi bây giờ ông ấy sẽ cảm ơn. Và khu vực này mở ra cho mình. Ta-da. Ta sẽ có 1, 2, 3, 4,
5, 6 chỗ để có thể trồng cây hay là nuôi những bé kẹo dẻo. Và ở đây cũng có sẵn đồ ăn nữa nè. Đã không? Và có cái cây gì bự quá vậy? Bay một vòng chơi cái coi. Chỗ này ông trồng cái cây ở trong cái lồng kính hả? Có gì trên đây không? Ta gọi là đi ham vui khám phá được một cái mảnh đất mới. Có không? Có không? Mình nhớ chỗ này có một cái treasure pot thì phải. Nằm ở đâu đó quanh đây. Khu này là có thể đặt được những món đồ chơi nè. Và chính xác có một cái treasure pot. Mở lên. Bưng. Hexacom. Lava Dust Strand Diamond. Và Royal Jelly. Rồi, Strand Diamond để ra một cái. Hay quá. Pack Refinery Link. Cho về, cho về. Lava Dust cho về. Và lấy lại Strand Diamond. Nhưng mà khoan cho đi. Rồi, quá đã luôn. Và như vậy là ngày hôm nay mình đã mở được khu đất của ông Odin, cũng như là trồng rất là nhiều những trái Kukadoba và bắt được những bé Godoslam rất là dễ thương. Còn bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây và các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.